anh Vinh Tổng Tài là nhà tài trợ chính của đội tuyển mình đấy. Thảo nào ra vào phòng tập mình như chỗ không người. Chỉ cần đẹp trai là đã có giấy thông hành đi khắp vũ trụ rồi. Đã thế lại còn giàu, ga lăng. Theo kinh nghiệm xem phim của em ấy, thì mẫu người đàn ông nhanh Vinh sẽ thích những người trái dấu, cá tính, giống như là chị ấy. Không thích bánh bèo đâu. Chị ơi, anh Vinh Tổng Tài đang đứng cách mình có 5 mét thôi. Cơ hội đua trai đẹp của mình đến rồi. Em xin việc thật á? Dạ vâng ạ. Ừ, chào chị cái. Dạ. Để con ra đấy mẹ nhé. Ôi trời. Này chị bảo này, cửa hàng chị ấy chỉ tuyển nhân viên nữ thôi. Nam như này chị sợ là hơi bất tiện ấy. Ôi, em cái gì cũng làm được chị ạ, chị cứ tin ở em. Cái gì cũng làm được à? Mà chị trông nhá, cao to đẹp trai như thế này, gu này là hợp với cái gu của chị đấy nhá. Chị ở thật này, em có nghiện không? Ừ, sao lại thế hả chị? Ừ, không nghiện là tốt rồi. Nhưng mà không có bệnh tật gì đúng không? Thanh niên trai tráng như này có bệnh thì chắc là chỉ cái bệnh thiếu tiền thôi đúng không? Ừ, xin tự giới thiệu, chị là Trang, đây là con gái của chị gần 2 tuổi. Thế nhà em ở đâu? Em thuê trọ cũng khá xa chị ạ. Xa à? Ờ thế thì hôm nào mà đi làm mà về muộn ý thì cứ ngủ luôn tại cửa hàng này cũng được. Chị thoải mái không vấn đề gì cả, chị dễ tính chị. Nhưng mà bác sĩ bảo cái chân này của tôi phải 1 tháng nữa mới khỏi cơ. Vậy nên phiền cậu từ mai ngày nào cũng mang đồ ăn lên tận nơi cho tôi nhé. Cái gì? Còn lâu ý. Mơ à cô gái? Không bao giờ. Alo. Sao? Đánh nhau á? Nặng không? Ai đánh? Được rồi, để tao đến. Này. Gì? Thật ra đây không phải chuyện của tôi, nhưng cậu là người quen của chú Nam, cho nên tôi sẽ cho cậu một lời khuyên. Thành phố này rất phức tạp, cậu đừng có dính đến mấy trò đấm đá đánh nhau. Chỉ có mấy thằng không đàng hoàng mới làm mấy trò đấy được. Cái gì? Ý chị là tôi không đàng hoàng á? Nếu cậu làm thế thì cậu là người không đàng hoàng rồi. Nhưng mà tôi không làm như thế. Không làm thế thì vô mà làm gì? Tôi không tranh luận với chị. Ừ. Sếp Vinh.